đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng hạ thân. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thay tôn, Phật diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị lễ là phước điền vô thượng trong đời. Xa những nghịch duyên trở ngại thải đều mau biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, bi để hạnh biết lạc trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bố Thà Giá, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ sau đây con xin kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Thà Giá. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về ba giới trong cái thể tại mà Pháp cần được thứ trì. Cái chữ giới ở đây là chữ tha túng, kama tha túng, rupa tha túng, arupa tha túng. Cái chữ tha túng này nó khác với cái nghĩa của cái chữ kama vachara, nghiệp giới, rupa vachara, vân vân. Cái chữ tha tú này nó nấu trên hai phương diện. Chữ tha tú ở trong chú giải kama tha tú này được gọi như vậy đó, tức là nghiệp hữu kama phá quát, tức là cái khổ dục, cái sanh hữu dục. Tức là tột là cái cõi tha hóa tự tại, và ở dưới cùng là cõi địa ngục, địa ngục A Tỳ. Cho nên về cái vấn danh tăng là chúng ta phải hiểu như vậy. Cũng như đối với dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì đối với sắc giới, vô sắc giới, cái cõi sắc và cõi vô sắc, chúng ta phải hiểu trong cái phạm trù cõi 11 cõi, 16 cõi và 4 cõi vô sắc.
Như vậy thì nó mới trúng, bởi vì cái chữ khi mà chúng ta dịch trên chữ dục giới đó, thì chúng ta có đôi khi chúng ta bị nhầm cái này qua cái kia. Cho nên ở trong cái trường hợp này cũng hơi kẹt ra. Thí dụ như ở trong cái bài kinh Sanh Di Tí Sứ Tá, kinh Phúng Tụng, thì chúng ta có ba giới là dục giới, tâm á tha túc, rồi sân giới, abhya pa đát tha túc, hại giới, rồi quy hiền xa tha túc. Như vậy chữ kamma tha tú đó nó cũng đồng một tên gọi với cái chữ kamma tha tú này, nhưng mà chúng ta phải hiểu là chữ kamma tha tú mà nó đi chung với vyapada vihimsa thì chúng ta phải hiểu nó bị nghĩa khác, còn cái chữ kamma tha tú này đi chung với rupa tha tú, rupa tha tú thì chúng ta phải hiểu nghĩa khác. Với lại ở trong chú giải cái chỗ này, kamma tha tú trong trường hợp này là kamma phá quá, tức là dục sanh hữu, sắc sanh hữu, rupa phá quá và vô sắc sanh hữu, rupa phá quá. Chúng ta chỉ ngày hôm nay chúng ta học về ba giới này là chúng ta chỉ đề cập đến 31 cõi thôi. Xin Đại Đức Giảng Sư chú ý dùng, chú ý dùng cái điểm này thầy thường chú dạy. Phải hiểu rõ khỏi dục, hiểu rõ khỏi nào là nhất quẩn, khỏi nào là tứ quẩn, khỏi nào là ngũ quẩn, dục và sắc ở vô sắc đó. Rồi chúng sanh mà sanh khỏi dục thì do cái nghiệp gì, mà sanh lên do cái nghiệp gì mà đi đến cái khỏi sắc, và cái nghiệp gì đi đến khỏi vô sắc, chúng ta giải những cái vấn đề đó. Tiếp theo đây xin mời Sư Cô Khe Ma đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin trình nên được Phật thích giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng đạo. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, giá chúng con kính tri ân thượng tọa Tại Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin đọc bài chánh kinh hôm nay. Bài học hôm nay là kinh Thập Thượng Đại Sutta ra, Sutta 3.9, ba pháp cần được thắng tri. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng, ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Quý vị đợi chút nha. Thế nào là ba pháp cần được thắng tri? Ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đó là ba pháp cần được thắng tri. Chú thích sau đây trích từ kho tàng Pháp Học Pháp Sư Giác Giới biên soạn: ba pháp cần thắng tri. Đây nói đến ba loại giới hay bản chất dục giới, Kamadhatu, là ngũ uẩn trong các cõi dục, sắc giới Rupadhatu là ngũ uẩn trong ba cõi sắc, vô sắc giới Arupadhatu là bốn danh uẩn trong cõi sắc. Thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính thỉnh thượng tọa, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Tà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về ba pháp cần thắng tri, Abhinaya Dhamma. Ba pháp này là dục giới, Kamathatu. Thứ hai là sắc giới, Rupathatu. Thứ ba là vô sắc giới, Arupathatu. Một cái phần hôm nay thì cái phần chấm kinh, chấm văn rất là ngắn quý vị, nhưng mà nó gồm lại hết là 31 cõi, 31 cõi. Và con cũng thấy ở trong nhà, ở trong dục giới là ngũ uẩn trong các cõi dục, sắc giới là ngũ uẩn trong các cõi sắc, vô sắc giới là bốn nhân uẩn trong các cõi vô sắc. Và bây giờ thì như là quý vị thấy rằng cái bài học ngày hôm nay thì phần chánh văn thì rất là ngắn, nhưng mà bài học thì rất là dài, nói về 31 cõi. Trước tiên con cũng thành kính tri ân đến sư phụ Tề Siêu rất là nhiều. Quý vị biết rằng đối với bài học ngày hôm nay đó thì do sư phụ Tề Siêu vừa nêu lên, cái vấn đề là Kamathatu, chỉ có một cái từ ngữ như vậy thôi, một cụm thôi, mà đã nhắc nhở được rất là nhiều quý vị. Chứ không thôi chờ nãy giờ thì chúng tôi cứ nghĩ rằng là đề cập đến thí dụ như là quẩn xứ giới đế, hoặc là nói chung là nói về những cái gì nó liên quan ở trong cõi dục. Nhưng mà do cái lời dẫn nhập đó thì chúng ta thấy rằng là ở đây dục giới Kamathatu có nghĩa là giống như là một cái sự mà mình định hình, định hình. Thì cái nói về cái dục giới đó là từ cái cõi nào tới cõi nào đó, thì như cái lời dẫn nhập nó thì mới thấy rằng nếu mà nói về Kamathatu hoặc là Kamathatu có nghĩa là trong cái phạm vi từ cái cõi địa ngục cho đến cõi tha hóa tự tại, giống như là chúng ta thấy rằng nói theo cái những cái từ ngữ mà ở trong cái thời nay giống như là mình định vị đó, định vị có nhiều khi nói về cái dục giới đi, nói về cái cõi dục giới đi, thì chúng ta thấy rằng là mình thấy rất là rộng, mà có nhiều khi chúng ta quên đi, chúng ta không có biết. Thì thật sự ra đó nhờ có học những cái bài học này chúng ta mới nhớ về những cái gì mà được gọi là nằm ở trong cái cõi dục giới. Thí dụ như ở trong cõi dục giới đó, thường thường mình ưa gom vào thí dụ như là bốn cõi khổ, rồi một cõi người, và sáu cõi trời dục giới. Hoặc là lúc trước chúng tôi nhớ những cái ngày tháng chúng tôi học với ngài Tỷ Siêu thì quý vị biết rằng có nhiều khi thí dụ như nói về bốn cõi khổ, rồi bảy cõi vui dục giới. Thành ra đó quý vị biết rằng có nhiều khi mình lúc đầu thì chúng ta khi mà chúng ta học thì chúng ta được học từng cõi từng cõi, nhưng mà khi mà đến khi mà chúng ta học lên với cái phần trên nữa đó thì coi như là gom chung lại, thì dần dần nhiều khi mình không có ôn lại nó quên. Thành ra cái bài học ngày hôm nay đó thì chúng tôi cũng mong quý vị cũng quan hỷ, chúng tôi cũng lại lại từng cái cõi, từng cái cõi lại cho chúng ta nhớ. Thí dụ như bây giờ ở trong cái phần đầu tiên
là cam tú là nhục nhớ, là có nghĩa là từ chỗ nào đến chỗ nào, từ ở cái cõi địa ngục cho đến bàn xanh, đến ngạo quỷ, đến Atula. Rồi cái đó là cái cõi thứ năm á, là mới là cái cõi nhân loại. Cái cõi thứ sáu á, là cõi trời tứ đại thiên vương. Cõi thứ bảy á, là cõi đạo lợi. Cõi thứ tám á, là cõi dạ ma. Cõi thứ chín á, là cái cõi đau sức. Cái cõi đau sức á, là nó có một cái điều á, là làm cho chúng ta chúng ta dễ nhớ. Cái cõi đau sức á, là Bồ Tát của chúng ta. Bồ Tát của chúng ta lúc đó là một cái vị thiên tử ở cõi trời, chư thiên đến thỉnh Bồ Tát để mà nhập thai, nhập thai để chi quý vị, để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Nó thành ra cái cõi đau sức này á, thì khi mà nhắc đến cõi đau sức á, chúng tôi nghe là mình rất là hoan hỷ. Rồi sau này á, mình còn biết được là cái cõi đau sức á, là cái cõi mà những vị Bồ Tát, những vị Bồ Tát đang ở trên đó, đang ở trên cái cảnh giới đó rất là nhiều. Rồi đến cái cõi thứ 10 á, là cõi quá lạc, cõi quá lạc thiên. Cõi 11 á, cõi thứ 11 á, là tha hóa tự tại, tha hóa tự tại. Thì vậy thì cái bài học ngày hôm nay đó mà nói về cái Abhinaya, nói về cái sự thắng tri, nói về cái sự thắng tri á, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta biết được tường tận, chúng ta biết được tường tận là tại sao mà cái chúng sanh đó có mặt ở trong cái cảnh giới này. Hoặc là thí dụ bây giờ mình nói về cái cõi người của mình đi, mình đang sống ở trong cái cõi người này đi, thì nếu mà giỏi lắm á, là chúng ta chỉ có về cái tưởng tri thôi. Mình biết được cái cách như thí dụ như mình biết được là do cái tưởng của mình, hoặc là cái thức tri của mình thôi, là có nghĩa là mình biết được cái đời sống nó từ hồi nhỏ rồi lớn lên rồi sau này gọi là trung niên hoặc là lão niên thôi. Thường thường á, là chúng ta thấy rằng là chúng ta sống mà chúng ta không có tu tập giỏi lắm á, thì chúng ta chỉ có được cái tưởng tri thôi. Giỏi lắm á, là chúng ta chỉ có cái thức tri thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu tu tập, chúng ta chịu khó, chúng ta tu tập, chúng ta rèn luyện, chúng ta học tập á, thì có thể chúng ta dẫn đến dẫn cái sự thức tri, cái sự thắng tri chứ, xin lỗi quý vị, dẫn đến cái sự thắng tri. Thắng tri ở đây á, là mình hiểu biết được, mình hiểu biết được. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay á, là tại sao mà nó được gắn chung với cái pháp ba chi, mà trong cái pháp ba chi á, ở trong cái phần đầu tiên á, là quý vị thấy không, là phải có cái sự mà thân cận với bậc chân nhân, hoặc là khéo đi đến để mà học hỏi. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình muốn được cái sự thắng tri này đó, là mình phải có cái sự mà học hỏi, thân cận với bậc chân nhân, hoặc là mình hành theo đúng với cái chánh pháp, thì chúng ta mới dẫn đến cái sự thắng tri. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, đối với cái thanh niên mà con của ông Tô Đại Giá đó, Buddha Tô Đại Giá đó, thì cái người thanh niên con của ông Tô Đại Giá này á, quý vị thấy rằng á, là coi như là đến mùa máy bay nó bay trở lại rồi, nên những cái lúc mà máy bay nó bay ngang qua đó, chúng tôi sẽ im lặng, mong quý vị thông cảm giùm ha. Bây giờ trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang trình bày đó, thì nếu mà mình muốn có được cái sự thắng tri thì mình phải thân cận với bậc chân nhân, hoặc là mình phải đi đến mình hỏi, hoặc là mình tiếp. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp của con của ông Tô Đại Giá đó,
ở trong cái lúc đầu á, thì coi như là cái cậu con trai này á, là rất là ngã mạn, rất là ngã mạn, thành ra đi đến hỏi Đức Phật á, tại sao mà chúng sanh ở đời á, thì có người nhiều trí tuệ, có người ít trí tuệ, có người nhiều tài sản, có người ít tài sản, có người thì nhiều bệnh, ít bệnh, vân vân. Đó thì quý vị thấy rằng thanh niên con của ông Tô Đa Giá này đó đi đến hỏi Đức Phật là rất một cái câu hỏi rất là dài, nhưng mà Đức Phật á, thì trả lời rất là ngắn là chúng sanh ở đời có ưu thắng và hạ liệt. Đó thì quý vị thấy rằng đó, lúc đó đó Đức Phật trả lời cho cái người thanh niên này khi nghe một câu rất là ngắn. Thành ra cái người thanh niên này bạch Đức Thế Tôn với cái lời hỏi của con rất là dài, mà Đức Thế Tôn mà giảng giải rất là ngắn, thành ra con không thể nào con hiểu được, xin Đức Thế Tôn hãy giảng giải một cách rộng rãi. Thì lúc đó thì Đức Phật đã giúp cho thanh con của ông Tô Đại Giá này nghe về tường tận chúng sanh đó do như thế nào, mà nhiều tài sản thế nào, mà ít tài sản do như thế nào, mà nhiều bệnh hoặc là ít bệnh, vân vân. Đó thì ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này ấy, là khi mà chúng ta muốn được cái sự thắng tri là chúng ta phải có cái sự tu học. Thì quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu học của chúng ta, mà chúng ta nếu mà chúng ta thắng tri mà ở cái dục giới, có nghĩa là nếu mà bình thường mà chúng ta đó mà biết được, thí dụ như cái Kama Tha Tú này nó gồm có 11 cõi, từ cái cõi thấp nhất là cõi địa ngục, và cho đến cái cõi cao nhất Kama Tha Tú này là cõi tha hóa tự tại, thì chúng ta biết được như vậy đó thì nó chỉ có mới ở trong cái tưởng tri thôi, hoặc là nó ở trong cái thức tri thôi đó. Nhưng mà bây giờ đến cái trình độ á, mà gọi là thắng tri đó, là chúng ta biết được là do cái hạnh nghiệp gì, do cái hạnh nghiệp gì cái chúng sanh đó có mặt ở trong cõi người, do cái hạnh nghiệp gì chúng sanh đó bị rơi vào khổ cảnh, do cái hạnh nghiệp gì mà chúng sanh đó sau khi thân ngoại mạng chung sanh cõi trời. Có nghĩa là chúng ta biết rõ, hoặc là ngay cả nói đến cái chuyện mà nó không biết quý vị ở trong trong room quý vị có nghe ồn dữ không, có nghe ồn lắm không, mà chứ chúng tôi thì nghe rất là ồn. Chúng tôi trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang trình bày. Thì đối với đời sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có tu học thì giỏi lắm chúng ta chỉ có tưởng tri thôi, hoặc là thức tri thôi. Có nghĩa là chúng ta có những cái điều chúng ta biết thông thường, là chúng ta nghe giảng, hoặc là chúng ta ví dụ như là chúng ta biết có cõi khổ của vui đồ này kia thôi, thì những cái điều đó nó chỉ nằm ở trong cái thức tri, cái tưởng tri thôi. Còn khi mà chúng ta mà được thắng tri đó là có nghĩa là chúng ta biết được, chúng ta biết rõ được tại sao mà chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này, do những cái hạnh nghiệp gì. Mà những cái điều này thường thường là do chúng ta có niềm tin, do chúng ta có niềm tin rồi chúng ta thân cận với bậc chân nhân, thân cận rồi chúng ta đi đến chúng ta học hỏi. Cũng như quý vị thấy rằng nếu mà tại sao mà mình biết được những cái cảnh giới địa ngục là nó như thế nào
Đó, cũng như quý vị thấy rằng á, tại sao là cái người này là sống ở ở cõi người mà trong kinh điển nói rằng là sau khi mạng chung là cái vị đó sanh xuống địa ngục, thì là do cái hạnh nghiệp, do cái hạnh nghiệp. Cũng như có một cái trường hợp á, quý vị thấy rằng là chúng tôi nhớ là chúng tôi đọc ở trong cái cái tích truyện mà chúng sanh và sanh thú đó của Thượng Tọa Giác Quyên mà chuyển ngữ đó, thì quý vị thấy rằng á, là có một cái vị vua đó, có một cái vị vua đó là do có cái tâm mà nó độc ác, tà kiến mà độc ác, thì cái vị vua đó là coi như là bắt một cái vị đạo sĩ, giết chết. Sau khi giết chết rồi á, lóc thịt của cái vị đó là để mà cho chó ăn, lóc thịt của vị đó để mà cho chó ăn. Thì quý vị biết rằng á, do cái chuyện mà cái hành động ác của cái vị đó quá nặng, quý vị biết rằng là ngay lập tức ở trong cái thời gian đó là vị vua đó bị đất rút mà rơi thẳng xuống ở một cái địa ngục. Mà cái địa ngục ở dưới đất, một cái loại địa ngục đó là ở xung quanh đó, là coi như là rơi vào chìm sâu vào một cái chảo mà ở trong đó giống như là máu không ở trong đó. Rồi ở trên cái vai á, thì bị những cái móc sắt á, móc lên ở trên cái vai như vậy. Rồi ở dưới chân á, phần ở dưới bụng mà trở xuống á, là bị chó nó cắn, nó hành hạ suốt một thời gian dài đó. Thì ở đây nói về cái điều này á, là ở trong cái bình thường á, ở trong một cái phần lúc đầu á, là chúng ta có một cái, chúng ta biết được do cái nhân này chúng ta có mặt ở trong thế gian này, hoặc là do cái ngay trong hiện tại mình tạo những cái nghiệp này, thành ra mình rơi vào khổ cảnh. Thì cái thắng tri này á, cái cấp độ này á, là cũng có cấp độ mà một cái cấp độ mình nó cũng như là nó sơ cơ thôi, nó sơ cơ thôi. Còn bây giờ á, nếu mà nói về thắng tri mà nó cao hơn nữa đó, là có nghĩa là chúng ta sống đời sống chúng ta có cái sự hiểu biết một cách tường tận. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng á, nói về ngũ uẩn trong các cõi dục, thì khi mình vừa được nhắc đến ngũ uẩn á, chúng ta biết được liền, chúng ta hiểu được liền ngũ uẩn là gồm có cái gì: có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đó là chúng ta hiểu được tường tận. Thí dụ như bây giờ khi mình nhắc đến sắc uẩn, tại sao mà gọi là sắc uẩn, hoặc là tại sao mà gọi là sắc, là do những cái sắc này nó bị thay đổi bởi thời tiết, bởi vật thực, hoặc là chúng ta biết rõ mùng một, chúng ta biết rõ mùng một là chúng ta biết rằng là cái sắc này á, là do tâm tạo, hoặc là cái sắc này á, là do nghiệp tạo, hoặc là cái sắc này á, là do thời tiết tạo, hoặc là cái sắc này á, là do vật tạo. Đó, một người mà có tưởng tri á, tưởng tri các uẩn, không phải là chúng ta biết rằng, không phải chúng ta chỉ có nghĩ đến là dục giới là ngũ uẩn, ngũ uẩn gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Chúng ta không phải là chúng ta biết như vậy không, mà tưởng tri ở đây á, có nghĩa là chúng ta phải biết được, chúng ta phải biết được rõ là cái sắc này là do cái gì nó hình thành nữa, thì như vậy mới gọi là cái sự mà thắng tri. Còn như ở trong cái bài kinh mà căn bản pháp môn á, cái bài kinh đầu hết ở trong Trung Bộ Kinh á, quý vị thấy rằng á, nói về cái thời quá khứ đó, các vị đó chỉ có một cái sự mà tưởng tri thôi, nhưng mà tưởng rằng là mình đã, cũng như là mình đạt đến một cái cảnh giới cao rồi, tưởng tri địa đại là địa đại. Nhưng mà khi mà được Đức Phật giảng dạy đối với địa đại phải thắng tri địa đại là địa đại, có nghĩa là mình phải hiểu rõ về từng chi tiết một. Thí dụ như bây giờ nói về cái sắc của chúng ta đi, thì ở trong cái gọi là cái con người nè, gọi là cái người đàn ông đàn bà nè,
À, thì khi mà gọi như vậy á, là một cái sự chế định. Nhưng mà khi mà mình phân tích ra, mình có cái sự thắng tri được á, là mình biết được là cái mà được gọi là đàn ông, đàn bà á, là cái đó là cái sự mà định danh, kêu gọi để cho mình hiểu được thôi. Chứ thật sự ra đó, khi mà mình phân tích ra đó thì không có, mà đó là một cái ngũ quẩn, đó là một quẩn. Mà ở trong cái ngũ quẩn đó, đó gồm có cái gì? Gồm có sắc quẩn, thọ quẩn. Mà sắc quẩn là cái gì? Sắc quẩn tại sao mà được gọi là sắc quẩn? Tại vì nó do vật thực nó tạo thành, hoặc là do nó bị chi phối bởi nóng lạnh, bởi nóng, bởi lạnh, bởi hoặc là nếu mà nói từng sắc ra, chúng ta cũng có cái sự thắng tri được. Thí dụ như mình nói bây giờ mình nói nếu mà nói về những cái sắc nào là do nghiệp tạo, những cái sắc nào là do nghiệp tạo, thì đối với thí dụ như các cái giác quan của chúng ta, con mắt, cái lỗ tai, lỗ mũi, vân vân, hoặc là sắc mạng quyền, sắc ý vật nào vân vân, thì chúng ta biết được những cái sắc này là do nghiệp tạo. Vậy thì mình thắng tri nữa, vậy những cái sắc nào mà do tâm tạo? Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái, mình không nói về quá khứ mà mình nói về ở trong cái đời sống hàng ngày, sắc mà do tâm tạo là cái lúc nào? Thí dụ như là có những lúc chúng ta đảnh lễ, hoặc là chúng ta tạo những cái công đức cung kính gì đó, thì những cái hành động, những cái cử chỉ đó là phải là do tâm nó điều khiển đến không? Tâm nó tác động đến. Thành ra đó, quý vị thấy bây giờ chúng ta muốn đưa tay lên để mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật, cũng do tâm tác động đến. Thành ra chúng ta mới có thân biểu tri. Là khi mà mình muốn nói kính bạch chư đại đức tăng vân vân, thì cũng là do cái sắc tâm, do tâm của chúng ta tác động đến khẩu biểu tri. Thì một người á, mà gọi là tu tập á, mà chúng ta đó có thắng tri ở trong đó đó, có thắng tri ở trong đó là chúng ta phải biết được, phải nói rằng là rất là tường tận, rất là tường tận, chứ không phải là chỉ biết về nhân và quả không đâu, không phải là biết về nhân và quả không. Nhân và quả đó nó chỉ là cái mở đầu thôi. Rồi khi mà chúng ta biết được cái sự hình thành như vậy, chúng ta biết được cái sự hình thành như vậy đó, thì coi như là nó nằm ở trong cái cấp độ mà thứ hai thôi. Rồi cái cấp độ thứ ba nữa đó là chúng ta vừa đủ để xả ly, vừa đủ để nhàm chán. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là ở trong cái đời sống này đó, dù mình sanh ở cõi nào nó cũng còn bị cái sự khổ. Đối với cảnh giới địa ngục thì nó quá khổ rồi, đối với bốn cái cõi khổ thì nó quá khổ rồi, đối với cõi người á, thì nó cũng có đau khổ và có hạnh phúc. Thật sự ra đó, khi mà quý vị đọc về, mà khi mà các vị trưởng lão ở trong thời cận đại này á, các vị mà bình luận về cái cõi người, hoặc là chúng ta hình dung cái cõi người á, thì thật sự ra đó, thì quý vị thấy rằng là hạnh phúc và đau khổ á, nó sẽ chen lẫn với nhau, nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Hoặc là nói đến cõi người á, Nam Thiện Bộ Châu này, thì quý vị thấy rằng cái cõi người này là có những cái người, có những cái chúng sanh có một cái tâm mà gọi phải nói rằng là có những cái tâm gọi phải gọi là cái tâm đại thiện, dám tu tạo những cái pháp độ ba la mật, một bậc bậc hạ, bậc trung, bậc cao. Rồi song song ở đó thì quý vị thấy rằng cũng có những cái chúng sanh mà phải nói rằng là có một cái sự mà tàn bạo, có những cái sự hung ác. Quý vị mà đọc về những cái cảnh giới địa ngục đó, quý vị thấy rằng có rất là nhiều, khi xưa đó có rất là nhiều vị vua hở tới là cứ đem những cái vị đạo sĩ lấy rồi có vị vua thì cứ đem mấy cái vị đạo sĩ mà có đức hạnh lóc thịt, lóc xương người ta ra. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái cõi người này đó rất là ngộ. Có những cái chúng sanh là coi như là làm cái chuyện thiện rất là nhiều, làm những cái chuyện mà phải nói là đại thiện, khó có ai làm được, rất là khó có ai làm được. Rồi cũng có những cái chúng sanh đó là
coi như là làm những cái chuyện ác mà khó có ai mà dám làm, là khó có ai mà dám làm. Thành ra đó quý vị thấy rằng do cái đời sống hiện tại này, là cái đời sống hiện tại này có những cái hành động như vậy, là những cái hành động mà thân khẩu ý là nó bất tịnh, là thành ra nó cho cái chúng sanh đó sau khi thân ngoại mạng chung rơi vào khổ cảnh. Rồi cũng ngay trong cái kiếp sống hiện tại này có những người đi nghe pháp, có những người giữ giới, có những người tu tập, thành ra sau khi thân ngoại mạng chung là sanh về cõi tứ đại thiên vương đạo lợi, cõi dạ ma, cõi đau sức, cõi quá lạc, cõi tha quá tự tại, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái cảnh giới dục giới này nè, cái ca má tha tú hoặc là ca má phá quá này là nói về 11 cái cõi dục giới. Mà 11 cái cõi này đó là do chúng sanh có tạo những cái thiện nghiệp, có những cái chúng sanh tạo những cái bất thiện nghiệp, thành ra đó rơi vào khổ cảnh hoặc là sanh lên thiện thú. Thì chúng ta có cái sự thắng tri này đó, là tới ở cái phần này đó là chúng ta thấy rằng là cảm thấy là làm sao làm nó cũng còn rơi trong cái dòng sanh tử luân hồi. Thành ra chúng ta thắng tri là như thế nào? Chúng ta cảm thấy nhàm chán, cái sự nhàm chán mình khởi lên, rồi lúc đó mới ly tham. Ly tham rồi lúc đó chúng ta mới làm cái gì? Chúng ta mới tu tập bát chánh đạo, hoặc là chúng ta tu tập về những cái thiện pháp, chúng ta tu tập những cái pháp mà vượt khỏi thế gian, có nghĩa là chúng ta tu tập những cái pháp siêu thế đó. Thì chúng ta có cái tâm nhàm chán đó rồi đó, thì chúng ta mới hướng tâm đến để mà mình tu tập những cái pháp mà nó vượt khỏi thế gian này, thì để mà chúng ta không có còn có mặt ở trong cõi khổ cùng cõi vui gì nữa đó. Thì một người mà có cái sự thắng tri là như vậy. Rồi đối với sắc giới thì cũng vậy, ru bát tha túng hay là ru bát phá quá, có nghĩa là ở đây cũng có cái sự định danh, cũng có cái sự định danh, có nghĩa là từ cái chỗ nào cho đến cái chỗ nào mà gọi là ru bát tha túng hoặc là ru bát phá quá, có nghĩa là thấp nhất là cái cõi mà phạm chúng thiên, và nếu mà cao nhất là cái cõi mà sắc cú cánh, cái cõi sắc cú cánh, có nghĩa là chúng ta biết rằng là đối với cái cảnh giới mà thuộc về sắc giới này á, là coi như là dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo.
Dạ, alo, alo, alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, bây giờ thì chúng ta tiếp tục với cái Rupa Dhatu hay là Rupa Khóa, có nghĩa là nói về 16 cõi sắc giới, 16 cõi sắc giới. Ở trong cái bài học hồi nãy, ở bài học hồi nãy đó, nói về cái sắc giới đó, là ngũ uẩn trong các cõi sắc. Nhưng mà ở đây thì có một điều là chúng ta cũng lưu ý. Ở trong nói về sắc giới thì có cũng gồm có ngũ uẩn ở trong đó. Nhưng mà cũng có cõi nó chỉ có là nhất uẩn thôi. Nhất uẩn thôi. Có nghĩa là chúng ta nhớ cái cõi trời, sắc giới đó, trong đó từ cái cõi mà Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên rồi đó, cõi Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên rồi đó, rồi cho đến Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên hoặc là Biến Tịnh Thiên, Quảng Quả Thiên, rồi đến có một cái cảnh giới, một cái cõi gọi là cái cõi vô tưởng, cái cõi vô tưởng. Có nghĩa là thì ở đây thì chúng tôi nhớ ngay chỗ này thì chúng tôi trình bày chỗ này trước. Thì quý vị thấy rằng là tại sao, tại vì có những vị mà khi mà tu tập mà chứng đắc được ngũ thiền rồi, sau khi mà xuất khỏi ngũ thiền thì cái vị đó mới có cái sự mà nghĩ rằng đối với cái đời sống này do nó có cái tâm, do nó có cái tâm thành ra nó phiền tối, nó bị chi phối về cái điều này cái điều kia, là do có cái tâm này thành ra cái vị này mới quyết định bây giờ mình tu tập sao mà sanh về cái cõi mà nó không có tâm, nó không có cái tâm, thì cái vị đó thì mới phát triển được thiền để mà tu tập sanh về cái cõi vô tưởng, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là những cái vị này là đã chứng đắc từ ngũ thiền trở lên rồi, chứ không phải là một cái chuyện mà bình thường đâu, không phải là một cái nhiều khi mình nghĩ rằng mình muốn sanh về cõi vô tưởng cái được sanh về cõi vô tưởng, hoặc mình tưởng chỉ có bố thí trì giới thôi thì không có được. Dạ. Rồi thì bây giờ cũng trở lại với cái sự thắng kiên. Cái sự thắng kiên đây thì quý vị thấy rằng là bây giờ nếu mà nói về cái cảnh giới ở trên đây, cái cảnh giới ở trên cái cõi sắc giới này, thì chúng ta cũng biết được là do có những người ta tu tập nhất là cái đời sống thiền định, có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này đó, có những người ta có duyên, thì khi mà người ta chỉ cần mà gặp một cái điều gì đó, hoặc là nghe nói đến một cái chuyện gì đó mà nó thuộc về đời sống tâm linh, thì cái người đó do cái phước duyên sẽ dẫn dắt cái người đó, người ta tìm đến cái đời sống tu tập về thiền định, về thiền tịnh. Đó là những cái người mà có cái duyên, là thường thường là chúng ta giống như là mình nói là cái người đó người ta có cái phước duyên quá khứ rồi này kia đó. Đó thì những cái chúng sanh đó khi mà đời sống mình chỉ cần mà có một cái gì đó mà hé lộ chút xíu thôi sẽ tìm đến cái đời sống thiền tịnh. Rồi có những cái chúng sanh đó thì do cái sự mà tìm tòi, cái sự học hỏi, cũng cái này cũng liên quan đến đến cái chữ manusá đó. Quý vị thấy rằng cái chữ manusá đó được nói là cái loài người, cái con người. Mà tại sao mà quý vị thấy rằng
mà được gọi là có người. Tại vì cái người mà có cái chúng sanh á, mà có cái sự hiểu biết quý vị, là có cái sự tìm tòi về danh pháp và sắc pháp, có cái sự tìm tòi tại sao mà đau khổ, tại sao mà hạnh phúc, thành ra mới được gọi là cái con người. Có nghĩa là mình sống có cái sự xen, có cái sự mà can thiệp của trí tuệ, thành ra đó thì mới được gọi là con người. Thì quý vị thấy rằng cái con người ở đây á, khi mà chúng ta có một cái duyên lành thì tự nhiên chúng ta sẽ tìm đến cái đời sống tâm linh, có nghĩa là chúng ta tìm đến cái đời sống tu tập về thiền. Đó, quý vị thấy rằng như ngày xưa ở trong cái thời Ấn Độ, mà cái thời Ấn Độ ngày xưa đó, thì quý vị thấy rằng dân chúng Ấn Độ đó là cũng tu tập về thiền rất là nhiều, nhưng mà nhất là thiền định, ở trong cái thời gian đó, đó thì quý vị thấy rằng là cho nó bài vô đã cho nó bài cho nó đã đi chứ ráng nói theo cái tiếng máy bay nó mệt, nó chịu không nổi nha. Thành ra đó thì nói về ở trong cái thời Ấn Độ ngày xưa đó, người ta cũng tu tập thiền rất là nhiều, người ta cũng tu tập thiền rất là nhiều, nhưng mà chỉ có cái là khi mà chưa có Đức Phật hiện thì cái pháp mà giải thoát cái pháp siêu thế thì nó không có thôi đó. Còn đối với thiền định thì có cái sự tu tập rất là nhiều. Vậy thì đối với những cái cõi mà ở trong sắc giới này nè, từ cái cõi mà phạm chúng thiên mà cho đến cõi sắc cú cánh cõi thấp nhất và cái cõi cao nhất đó, thì những cái cảnh giới này không phải mà nhờ chúng ta có cái bố thí mà chúng ta sanh về được, mà chúng ta phải tu tiến. Có nghĩa là chúng ta phải có cái phawana, hoặc là chúng ta phải đắc cái thiền sa ná thì mới sanh về cái cảnh giới này. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải thắng tri là chúng ta thắng tri là cái chỗ nào, chúng ta biết được chúng ta biết được cái chúng sanh ở cái cảnh giới mà thuộc về mà ngũ uẩn, mà thuộc về nhục giới thì cũng có cái do cái gì nó hình thành. Rồi những cái chúng sanh mà khi mà sanh lên cái cõi phạm thiên này đó thì cũng do cái nghiệp gì nó hình thành. Mà khi mà đời sống của các vị phạm thiên và vị chư thiên dục giới, hoặc là các cái chúng sanh ở cõi người á, nó có cái khác nhau chỗ nào, cái chỗ nào cái chỗ nào tế vân vân, cái chỗ nào hạnh phúc, cái chỗ nào đau khổ, cái điều đó mình hiểu được hết, mình biết được hết. Ngay cả đến cái tuổi thọ của chúng sanh ở trong cái cảnh giới đó như thế nào, rồi sau khi hết tuổi thọ rồi có còn sanh lại ở cõi người hoặc là cõi khổ hay không, những cái điều đó chúng ta cũng biết luôn, thì mới gọi cái chúng sanh đó là có cái thắng tri. Mà cái cao hơn nữa đó là chúng ta thấy rằng cái thắng tri ở đây là nói về cái điều gì, nói về chúng ta có cái tâm mà chúng ta nhàm chán, chúng ta ly tham, chúng ta cũng phải đưa về cái công thức của nhàm chán và ly tham. Có nghĩa là khi mà mình thắng tri, mình thấy rồi sanh ở cảnh giới này ngũ uẩn, cảnh giới kia cũng ngũ uẩn, rồi tuổi thọ ở cảnh giới đó như vậy, rồi hết tuổi thọ ở cảnh giới đó là cũng phải sanh xuống cõi khổ nữa, cũng trở lại làm người, hoặc là có thể là do cái nghiệp nó nặng hơn, cái nghiệp nó nhiều, cái nghiệp ác hơn, thì nó sẽ rơi vào địa ngục. Thành ra chúng ta quán xét những cái điều này, thành ra quý vị thấy rằng ở trong khi mà chúng ta quán về thọ đó, các cái cảm thọ dù thô hay tế vân vân, xa
hay gần, cao sang hay hạ liệt đồ này kia đó, nó cũng bị chi phối của vô thường khổ vô ngã. Thì những người mà chúng ta tu tập á, chúng ta có cái sự quán xét như vậy á, đạt đến cái tâm mà chúng ta hiểu biết được như vậy á, thì mới gọi là một người có cái sự thắng tri. Thắng tri về sắc giới là ru bá thân tú, qua kế tiếp nữa đó mà thắng tri về vô sắc giới đó, arubha tha tú, có nghĩa là như thế nào? Đối với arubha tha tú á, là cái cõi mà cái cõi vô sắc, mà cái cõi vô sắc á, là chúng ta cũng biết là cái cõi thấp nhất á, là cõi không vô biên xứ, còn cái cõi mà cao nhất á, là phi tưởng vi vi tưởng xứ. Mà chúng ta cũng biết được là chúng ta cũng biết được là những có những vị phạm thiên khi mà tu tập chứng đắc được thiền định từ ngũ thiền trở lên, vị đó nó mới quán xét biết rằng là do có cái sắc này nè, thành ra nó bị phiền tối, nó bị cái sự khổ của bệnh, bệnh về con mắt, bệnh về lỗ tai, bệnh về cái môi, hoặc là bệnh về cái cơ thể vân vân. Thành ra đó cái vị này cảm thấy nhàm chán ở trong sắc, nhàm chán ở trong sắc, thành ra mới phát triển được thiền và tu tập để mà chứng đắc những cái cõi thiền vô sắc, sanh về cái cõi vô sắc. Và chúng ta có cái sự thắng tri là chúng ta hiểu biết được cái cõi vô sắc đó tuy rằng là tuổi thọ rất là dài, rất là cao, 84.000 kiếp trái đất, nhưng mà khi mà hết tuổi thọ rồi đó thì cũng phải sanh lại ở dưới cái cõi mà cái cõi phạm thiên, rồi hoặc là cái cõi trời dục giới. Rồi do cái hạnh nghiệp tiếp theo thì có thể là sẽ rơi vào khổ cảnh. Thì một người mà thắng tri những cái cảnh giới này á, biết được vẫn còn nằm ở trong sanh tử luân hồi, vẫn còn nằm ở trong sanh tử luân hồi, thành ra cái người này người ta không có chịu dừng ở đó, và người ta khởi lên cái tâm nhàm chán chứ không phải là cái tâm mà dính mắc hoặc là đắm đuối ở trong những cái cảnh giới này đó, thì mới tìm cách để mà tu tập, để mà từ bỏ, để mà đạt đến cái hạnh phúc mà nó cao thượng hơn. Vậy thì chung quanh ở trong cái điều này á, là nói về thắng tri á, ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vậy thì thắng tri ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta phải có cái sự hiểu biết, chúng ta hiểu biết rõ do cái nghiệp gì mình có mặt ở trong cái cảnh giới đó, do cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện gì đó. Rồi khi mà có mặt ở trong cảnh giới đó, dù cho cái tuổi thọ có dài hay là có ngắn, rồi cũng phải luân chuyển theo cái hạnh nghiệp tiếp theo. Có nghĩa là do cái hành động hiện tại này nó cho cái kết quả ở tương lai vậy, rồi cái tương lai có những cái hành động khác nó sẽ cho cái kết quả khác tiếp theo từng tự. Nó là một cái chuỗi luân hồi dài, một cái chuỗi luân hồi rất là dài. Đó thì chúng ta thắng tri được điều này thì chúng ta mới khởi lên được cái tâm nhàm chán, cái tâm ly tham, để mà chúng ta tìm đến những cái pháp, những cái công thức của thiền quán, hoặc là những cái pháp tu tập về bát thánh đạo, để mà chúng ta đạt đến những cái pháp mà vượt khỏi thế gian, có nghĩa là chúng ta đạt đến những cái pháp siêu thế, thì lúc đó mới chấm dứt những cái ca má tha tú, mới chấm dứt được ru bá tha tú, chấm dứt được á ru bá tha tú, có nghĩa là chúng ta thoát ly được ba cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ba cái cảnh giới này. Đó, một người mà có cái sự mà hiểu biết, mà khởi lên cái tâm nhàm chán, tâm ly tham, để mà tu tập về cái con đường bát thánh đạo, tu tập những cái pháp siêu thế, thì như vậy thì mới gọi là thắng tri về ba cõi, hoặc là thắng tri về ba cái loại giới này. Thì bài học ngày hôm nay đó, chúng con cố gắng để trình bày đến đây cũng vừa đủ với cái tầm của con biết, cái sức của con, nên xin được kết thúc tại đây. Dạ, cảm ơn Phật tử, cảm ơn Phật tử. Dạ, với cái Phật tử.
này con xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong quý ngài vì được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hệ thờ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Mời trì chúng lên làm gì đây? Thưa ngày ba ngày hôm nay thượng tọa Giác Đẳng không có vô trong room, thành ra thường đó thì giảng sư giảng bài xong rồi thì đặt câu hỏi rồi mời chư tăng lên trả lời thôi. Thì theo như 2-3 ngày nay làm như vậy thì bây giờ kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính lên thỉnh một chư tăng nào, một vị tăng nào mà Đại Đức Pháp Tính muốn, rồi câu hỏi rồi người đó trả lời. Dạ thưa, hôm nay mình làm vậy. Con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại, cầm mic trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh. Dạ, cảm ơn Chủ nhật Quỳnh. Cảm ơn quý vị. Con không biết sư phụ Tệ Siêu có nghe được âm thanh của con không? Sư phụ có mặt ở trước máy không? Con thỉnh sư phụ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, con một lần nữa cho con được hỏi. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu. Con đã nhìn thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Hôm nay thì nhân lúc không có thượng tọa Giác Đẳng và có sư phụ đó thì thật sự ra đó thì con cũng thú thiệt với sư phụ trong cái thời gian này thì do cái rất là bận công việc đó, thành ra có nhiều khi học rồi nó cũng quên, thành ra có những cụm từ nó rất là dễ, nhưng mà tự nhiên cái tâm của chúng con nó quên đi hẳn một cái thời gian lâu lắm rồi. Thành ra cũng như cái bài học ngày hôm nay đó, nói về thắng tri Abhijñāna đó, con phải nói là con rất là cực khổ, con mới đi tìm được cái
cái ý nghĩa của những cái từ này. Thành ra do vậy mà ngày hôm nay thì con tranh thủ cái thời gian trống đó, con xin thỉnh sư phụ Quang Thủy giảng dạy lại những cái cụm từ tưởng tri, thắng tri, liễu tri, rồi tệ tri nữa bạch sư phụ. Thật sự ra thì mấy cái từ này rất là khó tra trong từ điển. Những cái động từ hay những cái danh từ gì đó tra trong từ điển thì được, còn những cái từ này thì nó rất là khó. Mà con cũng mong sư phụ Quan Thủy giải thích lại những cái từ mà thức tri, tưởng tri, thắng tri, liễu tri, rồi tệ tri nữa. Thành ra khi mà gặp những cái từ này không có từ điển để tra, thành ra con mong ở trong cái thời gian này sư phụ Quan Thủy giải thích dùm những cái cụm từ này. Và con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Anh Đức Bồ Tát Thầy, kính lễ tam bảo Phật Thích Tăng, kính chào chư tôn đức và kính chào tất cả quý Phật tử. Khi nói đến những từ nó đi đôi với trí tuệ, trí tuệ là bình nhà, mà nếu nó căn là chỉ nhà nó. Ở đây trước hết chúng ta phải hiểu cái căn nhà nó phối hợp với gì, rất nhiều cái ngôn ngữ. Thí dụ như chữ xây nhà, tức là xây cha na tí, đồng từ xây cha na tí là tưởng tri, tức là cái biết. Do trạng nhớ lại hay là do đã từng kinh nghiệm mà biết, bây giờ biết thì gọi là tưởng tri. Thí dụ như sắc tưởng rupa sanya, thực sắc sanya, khí tưởng gần thẳng xanh nha, vị tưởng rất sạch xanh nha, xúc tưởng rất thấp bắt xanh nha, hay pháp tưởng sẽ mất thâm xanh nha. Thì thường thường đó, khi mà nói đến chữ tưởng tri với thức tri với tuệ tri là ba cái thí dụ đề ở trong thanh tịnh đạo có nhắc đến và có cho một thí dụ. Cái gọi là thức tri là quý cha na tí hay là quý nha na, thì quý nha na là thức tri, mà tên gọi tắt là thức thôi. Và tuệ tri là chữ panya, là bacha na tí, đồng từ bacha na tí. Chúng ta nhớ hễ như xài danh và xài động từ đó, thì căn nhà phối hợp với chữ tiếp đơn ngữ sanh
thì nó thành thành sanchanati. Động từ này có nghĩa là tử tri, à, biết do cạn lại, nhớ lại. Còn thức tri là chỉ biết một cách đơn thuần, quý, phối hợp với nhà thành quý cha na tí. Và tuệ tri, cái cha na tí là chữ văn nhà, danh từ văn nhà. Thì ba cái tưởng này, ở ba cái tri này đó, thì thức tri là nói trước, thức tri là cái biết, một cách biết một cách đơn thuần, biết chỉ thôi. Thí dụ như tâm nhãn thức, chắc hữu nguyên nha năng, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thành ra chữ nguyên nha năng đã được thí dụ như là nó có một cái trường hợp là khi mà đứa bé sơ sinh đó, cho nó cầm cái đồng bạc, nó thấy màu trắng trắng, nó thấy màu trắng và tròn tròn, nó cầm vừa tay đó thì nó cứ cầm nó phân mê gì đó, nó chỉ biết đó là một cái vật tròn và màu trắng, chỉ biết đơn giản vậy thôi. Đến trường đứa bé đó mà nó biết đi chạy rồi, lúc mà cho nó học ở trường mẫu giáo hay lớp 1, lớp 2 đó, thì mỗi buổi sáng đi học với cha mẹ cho đồng bạc để nó đi mua, trước khi vô trường nó mua một cái bánh hay là củ khoai hoặc là một ly, một cây cà rem để nó ăn, nó uống. Thì từ đó về sau, hãy khi mà nó cầm trên tay một cái đồng bạc thì nó trạng nhớ lại với cái vật này, với cái đồng bạc này mình có thể mua củ khoai hay mua cái bánh như thường ngày vẫn mua. Cho nên dầu cho cái bữa sau đó người mẹ cho cái đồng bạc đó cái giá trị của nó như thế nào đó họ biết, nó chỉ cầm cái đồng bạc đó vậy là được rồi. Đến thực ra ngoài cái bà mà bà bán cái cánh khoai, nó đưa đồng bạc ra bà hiểu, bà sẽ cho nó củ khoai của mình. Thì như vậy cái biết này đó gọi là tưởng tri, giống như ví dụ như là tưởng tri, tức là khi một người đã từng thấy cảnh sắc, đã từng nghe đó, nghe âm thanh đó, đã từng ngửi mùi đó, đã từng nếm vị đó, đã từng xúc chạm đó, thì khi mà gặp cái cảnh khởi lên thì nó biết, thì cái biết đó là do tưởng tri. Rồi lớn hơn một chút nữa đó, khi nó đã trưởng thành thì bây giờ người này họ đi làm, họ kiếm đồng tiền, khi mà có đồng tiền thì lúc bây giờ họ biết giá trị của đồng tiền. Đồng tiền này được, đồng tiền được có giá trị bởi vì nó là bằng vàng hay là bằng bạc hay là bằng đồng, người ta hay người ta đổ bạc hoặc là người ta đổ vàng, người ta làm cái khuôn đó. Cho nên cầm đồng tiền lên là họ cái giá trị của cái đồng đó.
Cái này chúng ta ví dụ giống như là tuệ tri, bây giờ biết giá trị của đồng tiền rồi đó. Còn hồi mà mới bắt đầu lớn lên đó, thì nó chưa biết giá trị đồng tiền, nhưng mà nó chỉ biết rằng là có cái này là mua được cái này, bởi nó đã từng mua. Nhưng mà hồi còn bé, còn sơ sinh nằm ở trong nôi đó, nó nằm chồi chồi như vậy rồi nó khóc, và mẹ đưa cho nó đồng bạc nó cầm chơi, thì nó có cầm như vậy nó nhìn thấy cái màu của đồng tiền hay là cái vật tròn tròn như vậy thì nó chỉ biết là biết vậy thôi, gọi là thức tri, ví dụ như thức tri. Như vậy là chúng ta có ba cái từ giải trước là thức tri, tưởng tri và tuệ tri, là ba từ đó được xài thường xuyên ở trong ví dụ pháp, và đã được ngài Bố Thật Khô Sát trong Thân Tịnh Đạo ngài có đưa ví dụ về cái đồng tiền như vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến ba cái từ khác là Parinya. Parinya tức là Parichanati. Bây giờ cái căn nhà đó xài cái chữ tiếp bằng ngữ là Pari. Parichanati gọi là Parinya, tức là biến tri. Cái tiếp bằng ngữ biến tri đó, tiếp bằng ngữ Pari, có nghĩa là biết, cũng biết một cách rộng rãi, biết theo cái chiều rộng. Rồi đến cái chữ thắng tri, Avijjanati, chữ Avijjanati, Avijjanati hay là Avijja, dịch là thắng tri, có nghĩa là biết và biết theo cái chiều sâu. Cái kia là biến tri, cái nọ là thắng tri. Chữ Avijjana, Avijjana tức là thắng tri, tức là biết, là biết cái sâu rộng, biết cái chữ sâu, là biết rõ chứ không phải là biết một cách. Ví dụ như một người họ hiểu, họ thông suốt kinh điển, hỏi cái gì cũng biết, tạng kinh cũng biết, tạng luật cũng biết, tạng viện Phật cũng biết, cái nào họ cũng biết, ở khía cạnh này, khía cạnh khác, thì như vậy gọi là biến tri. Nhưng mà gọi là để biết cái chiều sâu thì chưa chắc gì họ biến tri mà họ có thể thắng tri được. Cho nên những cái pháp mà cần được sinh khởi là pháp cần thắng tri với cần tác chứng đó, thì chữ thắng tri đó để cái vế này, cái đề thể tài này để sau cùng. Bởi vì ở đây thưa quý vị, trong bài kinh kinh chuyển pháp luân, hoặc là như ở trong bài kinh Thất Diệt Chi, Đức Phật từng nói rằng bảy cái giác chi đó là dẫn đến cái sự thắng tri, giác ngộ, niết bàn. Avijja giác, Buddha giác, Nibbana giác, Sanghottati. Thì Avijja giác là thắng tri. Nếu mà mình chỉ học, mình biết được thất giác chi là niệm giác chi, trải pháp giác chi, cần giác chi, thị giác chi, tỉnh giác chi, định giác chi, xả giác chi, ý nghĩa nó như thế nào thì chúng ta biết cái đó, chỉ mới gọi là biến tri thôi. Chừng nào mà chúng ta thật sự chứng nghiệm được niệm giác chi là gì, trạch pháp giác chi là gì,
mình có chứng nghiệm rồi, có trải nghiệm rồi đó, thì lúc đó mới gọi là thắng tri. Còn cái chữ liễu tri đó, thưa quý vị, ở trong trường hợp này nó không có cái nghĩa từ xác định là từ đó được gọi là chữ từ đạo. Họ xài cái chữ pachana tí, cái chữ tuệ tri hồi nãy mà chúng tôi có nói trước đó, cái chỗ này cũng gọi là liễu tri nữa, cũng gọi là liễu tri nữa. Cho nên chữ liễu tri xem như là cái từ dịch mà nằm ngoài ba cái từ, năm cái từ kia. Nó tóm lại là chữ sanchanati là tưởng tri, vichanati là thức tri, sanchanati là tưởng tri, pachanati là tuệ tri hay là liễu tri, avichanati, parichanati là biến tri, và avichanati là thắng tri. Đến thắng tri là cao tột rồi đó, đến thắng tri là cao tột. Cho nên ở đây đó, chúng ta có được những cái từ ngữ này chúng ta sẽ có thể nắm bắt được. Tuy nhiên ở đây người ta có nói cái câu là chữ nghĩa bất định nghĩa. Nhiều khi đó, ở đây chúng ta xác định nghĩa từ dựa trên phương diện tiền tố và hậu tố, nó ghép với ngữ căn, rồi chúng ta sắp đặt cho ra từ đó. Nhưng mà xài chính xác hay không là chúng ta tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta xài, tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta xài. Thí dụ như ở đây đó, khi mà chúng ta nói muốn nói đến cái chữ biến tri đó, thì ba cái pháp cần phải biến tri là sukha vedana, dukkha vedana, adukkha sukha vedana, tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến ba pháp cần phải thắng tri thì ở đây là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta thấy giữa ba thọ chúng ta chỉ cần hiểu biết một cách rộng rãi thôi, cái này đâu cần phải chứng chi, chúng ta không cần phải chứng ngộ nữa, chúng ta chỉ cần hiểu biết, hiểu biết rõ ràng về đủ rồi. Nhưng mà đối với dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì cái này cần phải hiểu theo cái chiều sâu, cần phải giác ngộ theo cái chiều sâu, nhận thức nó theo cái chiều sâu. Bởi vì khi mà nói đến dục giới á, là chúng ta phải biết rõ, nếu mà Kamathatu này mà nói đến cõi Loka thì nó là 11 cõi. Mà nếu mà chúng ta nói đến cái pháp Kamath, cái pháp dục giới đó, cái pháp dục giới hay gọi là cảnh dục giới, gọi là Kama Ramana, thì chúng ta phải nói đó là tâm dục, tâm dục giới, tâm 54 tâm dục giới, 52 tịch sở, 28 sắc pháp. Và nếu dục mà chúng ta nói đến Kama Vachara Chitta là tâm dục giới thì chỉ có 54 tâm thôi. Thật ra cái pháp dục giới với tâm dục giới chúng ta cần phải, chúng ta cần phải thắng trì nó ở khía cạnh nào, khía cạnh nào. Cho nên trong cái trường hợp này nó tùy theo ngữ cảnh, chứ bất ngờ nếu mà đem từ ngữ ra mà nói chuyện không có chứng gì thì chúng ta không thể nào mà chúng ta xác định 100% được cái ý nghĩa đó. Đây là những điều, xin lỗi,
đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1 mà Đại Đức Pháp Tánh vừa nêu. Xin lỗi quý vị, chúng tôi có điện thoại Viber chút xíu. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tánh trở lại với Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ, xa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Tề Siêu đã trả lời những cái cụm từ mà chúng con vừa nêu lên. Thì kính quý vị, thật ra đó thì những cái từ Hán Việt này đó không có những cái bậc thầy về Bali á thì chúng ta cũng rất là khó để mà hiểu quý vị. Mỗi lần mà mình muốn tìm á, mình lấy từ cái nghĩa Việt rồi mình phải đi tìm qua cái chữ Bali, rồi từ cái chữ Bali đó mình mới tìm lại được cái nghĩa Việt. Thành ra nó quý vị biết rằng là mình rất là mất thời gian. Rồi sau khi mà mình tìm được rồi đó, rồi mình cũng phải coi theo cái ngữ cảnh như hồi nãy mà quý vị nghe Ngài Tề Siêu đã trả lời. Trong cái trường hợp nào mình phải hiểu như thế nào. Thành ra quý vị biết rằng là cái sự mà tìm nó rất là cực, rất là cực. Mà những cái từ ngữ này á, nó khổ một cái á, là coi như là cũng mình tìm trong từ điển cũng rất là khó, cũng rất là khó nha quý vị. Nhất là từ lấy từ ở trong kinh tạng ra mà tìm trong từ điển rất là khó. Cũng như quý vị thấy rằng vừa rồi mà chúng ta học á, sắp vô lý xá hoặc là sát thăm má đồ này kia đó, mà ai mà bấm vô từ điển mà tìm là coi như là chết. Tại vì những cái từ đó là do cái cách ghép từ của cái lực sanh thí ở bên Bali. Thành ra chúng ta mà tìm ở trong từ điển là coi như là cả ngày cũng không có tìm ra được. Phải có những cái vị mà hướng về Bali thì mới giải thích cho chúng ta được. Chắc có dịp là chúng tôi sẽ đi đến tìm đến sư phụ Tề Siêu để mà hỏi tiếp, để mà ghi chép lại cho kỹ, để sau này không biết chúng tôi sợ cũng sau này mình hỏi nữa bị la nữa. Bây giờ thì con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng, không biết Thượng Tọa có nghe âm thanh của con được hay không. Con thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ thảo luận dùm một câu. Dạ, xa thú, con đã nhìn thấy tín hiệu của Thượng Tọa. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay đó, cái bài học ngày hôm nay thì coi như là nói về cái sự thắng tri, về ba cái thắng tri về, ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về thắng tri ba cái loại giới. Ba cái loại giới tha thú. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này á, con xin được thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ thảo luận dùm. Nếu mà nói về những cái chúng sanh khi mà những cái chúng sanh khi mà tu tập tạo những cái phước lành để sanh về cái cõi dục giới cõi vui á, có nghĩa là sanh về những cái dục giới thiên đó, thì có cần phải hiểu biết rõ do mình tạo cái, ví dụ như là mình bố thí mà với cái niềm tin mới sanh về cái cõi trời dục giới, hay là mình phải có cái sự mà trì giới mới sanh về cái cảnh giới, cái cõi dục giới thiên đó, hay là mình chỉ cứ chuyên tâm mình tạo phước, mình chỉ chuyên tâm tạo phước, mình gặp cái cơ hội mà mình tạo cái phước nào đó thì mình sẽ tạo cái phước đó, rồi cái kết quả đó thì coi như cái kết quả đó nó sẽ cho mình đồng là sanh về về cái cõi dục giới thiên,
hay là mình phải tìm những cái phước nào mà nó thích hợp để mà sanh về cái cảnh giới đó, hay là chúng ta chỉ cứ chuyên tâm mà chúng ta tạo phước rồi cái kết quả đều là sanh thiên. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Hoan Hỷ thảo luận dùm con vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankhai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Bình Hạnh, Đệ Đức Phật Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ vấn đề này đó. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ như thế này. Cái từ thắng tri mà khi nãy Thượng Tọa về Tề Siêu đã giải thích là biết mà bằng cái sự trải nghiệm của chính mình, thực chứng của chính mình, hay là biết theo cái chiều sâu ở trong đời sống tu tập của một cái vị hành giả. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu mà nói chúng sanh, nói về cái sự hiện hữu của chúng sanh trong tam giới, thì quả thật là một cái cảnh giới ở trong Phật giáo mà được đề cập đến, hay hoặc là nói đến 31 cõi đó, thì chỉ có cái trí tuệ của một vị chánh đẳng giác các ngài mới có thể tường trì hết tất cả những cái việc mà chúng sanh có sự hiện hữu, hay là mình nói ở trên phương diện tam minh về vấn đề sanh tử minh, mạng minh và lậu tận minh. Thì cái trí của một vị chánh đẳng chánh giác ấy, thì có thể là am tường hiểu hết được vấn đề nhân duyên cái nghiệp mà chúng sanh hiện hữu, như thế nào mà chúng sanh hiện hữu, nghiệp gì mà chúng sanh hiện hữu ở trong các cái cảnh giới đó. Thì ở đây có thể nói rằng cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính nêu ra ở đây đó là cái hạnh nghiệp nào mà mình tái sanh ở trong cảnh giới đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong Di Diệu Pháp đó, có đề cập ở bốn cái phương diện của tâm thiện: tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện siêu thế. Thì ở đây chúng ta nói đến cái tâm thiện siêu thế thì đó là tâm đạo, vì ở đây chỉ tạm được gọi là tâm thiện là vì nó là một cái những cái tâm mà có thể là điều kiện để đưa đến cái thánh đạo thánh quả giải thoát. Còn bây giờ tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới thì đó là những cái tâm thiện mà đưa đến cái quả, dẫn đến cái quả tái sanh ở trong cõi dục sắc, cõi vô sắc chẳng hạn. Bởi vì nếu như một người mà chứng thiện sắc thì cũng bằng với những cái do cái tu tập bằng tâm thiện sắc giới mới đưa đến cái quả của sắc giới, tái sanh ở trong các cái cõi sắc giới. Còn người mà tu thiền mà vô sắc á thì mới có thể tái sanh ở trong cõi vô sắc, chứng thiền ở trong cõi vô sắc để đưa đến cái quả tái sanh ở trong cõi vô sắc. Còn bây giờ nói đến tâm thiện dục giới hay gọi là tâm đại thiện, thì rõ ràng là sở dĩ mà gọi là tâm đại thiện ở đây đó, thì phải nói rằng sở dĩ gọi là tâm đại thiện là vì nó làm rất là nhiều việc. Nhiều việc. Ở trong đó có thể nói rằng bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, tu tiến, cải chánh, tri kiến, thính Phật, thuyết Pháp. Nói chung là những cái thiện sự chúng ta làm được bằng với cái tâm đại thiện đó.
Sở dĩ được gọi là tâm đại thiện thì nó có thể cho ra rất là nhiều quả. Chúng ta thấy ở các cái quả, ngay cả cái quả mà chúng ta tu thiền mà chưa có chứng đắc được, được các tầng hoặc là bốn thiền sắc hoặc là bốn thiền vô sắc, thì chúng ta không thể tái sinh ở cõi sắc giới, cũng như là không thể tái sinh ở cõi vô sắc. Nhưng mà nhờ tu thiền, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh định, thì chúng ta cũng có thể tái sinh ở trong các cảnh giới dục giới, dục giới. Bởi vì cái tâm an tịnh, bởi vì cái tâm an tịnh. Thì ở đây là khi mà nói đến tâm đại thiện thì rõ ràng là ta làm rất là nhiều việc, cho rất là nhiều quả, cho rất là nhiều quả. Và có thể là có mặt ở trong nhiều các cái cảnh giới, các cảnh giới. Thì bây giờ mình thấy rằng từ ở sáu cõi trời dục giới, từ cõi tứ thiên dương cho đến cõi quá lạc thiên, tha quá tự tại, tha quá tự tại, đó là cõi trời dục, dục giới. Rồi cõi người của chúng ta cũng vậy, cũng bằng ở những cái tâm đại thiện, đã thực hiện bằng cái tâm đại thiện. Thì giờ cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính hỏi đó là, nếu như một người mà bố thí thì cái quả cho tái sanh về đâu, hay là một người trì giới thì cho quả tái sanh về đâu? Thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những việc thiện đó đều là những việc thiện hết, những việc thiện hết, những việc thiện đó, đó đều được xem như là những cái bằng những cái tâm thiện, mà ở đây là tâm đại thiện. Tâm đại thiện đó nó có thể là tương ưng trí, có thể là những cái tâm không tương ưng trí, có những thể là những tâm tương ưng, có thể là những tâm thọ xả, hay hoặc là những tâm thọ hỷ, hay hoặc là có những cái tâm mà gọi là hữu trợ, gọi là vô trợ. Thì tất cả những cái tâm đó đó đều là đưa đến cái quả thiện hết, bởi vì những tâm thiện thì cả đưa đến cái quả thiện. Thì tùy theo cái quả thiện, theo những cái tâm thiện đó. Thì ở đây đó, nếu như một người mà có bố thí thì họ sẽ tái sinh ở cõi trời. Mà nếu như mà cái bố thí đó, đó mà nó ly trí thì cái quả nó cũng không thể là đưa đến những cái cảnh giới cao được, cảnh giới cõi trời dục giới cao được. Mà có thể là ở cõi trời, ở cõi tứ thiên dương, hoặc là có thể là sanh lại làm người cũng có, sanh lại làm người cũng có. Nếu như một người mà trì giới thì cũng có cái quả, có cái quả lành, là vì họ ngăn chặn được những cái hành vi xấu từ thân khẩu của họ, vì vậy cho nên là có cái quả lành để họ tái sanh ở cảnh giới an vui, tái sanh an vui. Thì tùy vào một cái thiện nghiệp, tùy vào mỗi cái thiện nghiệp mà chúng sinh có, chúng sinh có cái quả. Thì như vậy đó, thì ở đây đó chúng ta có thể nói rằng là cái năng lực của một cái người tu tập tùy vào mỗi cái thiện nghiệp mà chúng ta tu tập. Nếu như chúng ta có bố thí, chúng ta có bố thí nhưng mà cái tâm của chúng ta đó chưa hẳn đặt về cái niềm tin của đối với Tam Bảo, hay là chúng ta không phải là đặt về cái niềm tin của, cũng vẫn biết rằng cái việc mà bố thí của chúng ta bằng cái sự chẩn bần hay là gì đó, thì chúng ta không có cái niềm tin đối với Tam Bảo, thì chúng ta chưa phải là một cái sanh ở một, hoặc là chúng ta quy ngưỡng đối với Tam Bảo, thì chúng ta không thể nào mà là trở thành một cái vị thiên mà có chánh kiến được, một vị thiên có chánh kiến được. Cho nên là cũng là cái việc thiện đó, thì họ cũng sanh ở cõi trời đó, mà cõi trời đó có thể là cõi trời thấp, nhưng mà họ cũng chưa phải là một vị thiên mà có chánh kiến để hộ trì Tam Bảo. Chúng ta cũng biết là chư thiên thì có những vị chư thiên có chánh kiến và chư thiên không có chánh kiến. Có những vị thiền không có chánh kiến và có những vị thiền có chánh kiến. Thì ở đây đó là, nếu như một người mà có bố thí, có trì giới,
cực quả là họ cũng sanh về cảnh giới lành vậy, sanh về cảnh giới lành này, nhưng mà họ chưa đắc thiền được. Họ dù có tu thiền thì nhưng mà họ chưa đắc thiền, nhưng mà khi họ mệnh chung thì họ có được cái tâm định tĩnh, cái tâm định tĩnh hay là tâm có chánh niệm thì họ cũng sanh về cảnh giới lành vậy. Thì ở đây đó có thể nói rằng ví dụ như chúng ta thấy rằng chàng thanh niên Mattha Kundali đó, lúc bình thở bình sinh đó, lúc còn sống đó, thì cũng đâu có quý kính Tam Bảo, nhưng mà đến khi mà sắp mệnh chung sự xuất hiện của Đức Phật đó, thanh niên Mattha Kundali đã đặt trọn cái niềm tin đối với Đức Phật, cho nên là đến hơi thở cuối cùng đó, để mà từ bỏ cái thân này mà đặt niềm tin trọn vẹn với Đức Phật đó. Cho nên tâm rất là quan hỷ, vì vậy cho nên là sanh là một vị thiên, là một vị thiên. Thì ở đây đó chúng tôi có thể nói rằng là cái tâm mà mình cung kính đối với Tam Bảo, đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng ấy, thì cái việc đó đó là mình cũng đã được sanh được cái phước lành, sanh được cái phước lành. Và khi mà sanh có được cái phước lành đó, cho nên là mình do cái quả, cho nên mình sanh làm một vị thiên. Tùy vào cái vị thiên thấp ở cảnh giới cao hay là cảnh giới thấp, nhưng mà chưa có đắc định được, chưa có đắc thiền được thì rõ ràng là không thể sanh về cõi phạm thiên sắc giới hay là vô sắc giới được. Thì ở đây đó có thể nói rằng là các cái cảnh giới thì nó tương xứng với lại những cái hạnh nghiệp của mỗi người, của mỗi chúng sanh tạo ra. Và ở trong đó nó có thể rằng tâm thiện mà tương ương trí, hay là tâm thiện ly trí, hay là tâm thiện liên quan đến với cái sự hữu trợ hay là vô trợ, về sự động lực, hay hoặc là cái tâm thiện nó thuộc về thọ hỷ hay là thọ xả, tùy vào mỗi một cái chức năng của tâm thiện đó. Và do vậy đó nó cho ra nhiều cái quả, cho nên gọi là tâm đại thiện, hay là làm rất là nhiều việc. Chúng ta chưa đắc thiền thì không thể sanh các cái cõi phạm thiên sắc hoặc là vô sắc được, mặc dù là những cái việc thiện gì, việc thiện gì đó, từ cái việc kính bố thí, trì giới, hay là hồi hướng phước, hay là tùy thị phước, hay là tính pháp thuyết pháp, thì nó có thể là sanh về cảnh giới an vui hết. Nếu như chúng ta giữ được cái tâm thiện đó trong giờ phút lâm chung, mà chúng ta vẫn quan hỷ với cái việc thiện đó, với cái hành vi thiện của mình, thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình làm các cái việc thiện thì tùy vào mỗi cái năng lực của nội tâm, và cho tái sanh ở các cái cảnh giới như vậy, cho cảnh giới vậy, cho tái sanh nhiều cõi, làm nhiều việc, hay là cho rất là nhiều quả. Ngay cả cái người mà tu thiền mà mình chưa có đắc định được, chưa đắc thiền được đó, thì mình cũng sanh về các cái cảnh giới an vui vậy. Thì ở đây đó có thể nói rằng là cái việc mà mình bố thí trì giới, hay là cung kính phục vụ, hay là tính pháp thuyết pháp đó, nó cũng là năng lực, nó là một trong những cái thiện sự để là nhân, là cái sự hỗ trợ cho mình giác ngộ giải thoát trong tương lai cũng có. Nếu như một người mà tu thiền chỉ chuyên tâm là tu thiền, nhưng mà nếu như mà mình không có thực hiện những cái thiện sự khác đó, thì nó không thể là hỗ trợ cho mình, không có thể hỗ trợ cho mình có thể dễ dàng đắc định được. Và nếu như mình chưa đủ thì mình cũng chưa có thể đắc định được, tâm mình nó cũng chưa có thể nào đạt được cái sự hoàn toàn, đạt được cái gọi là kiên cố định, tức là định mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mà mình chưa đắc định được, nhưng nhờ cái tâm định đó mà mình cũng có thể sanh cảnh giới dục giới vui vậy, dục giới vui vậy, do cái tâm mình có định, nhất định một phần nào đó. Thì ở đây đó là chúng tôi nghĩ rằng là cái thiện quả, cái thiện nghiệp mà mình làm thì nó sẽ đưa đến cái thiện quả. Cái thiện quả đó là ở trong quả đó là quả có thể là quả dục giới, quả dục giới mình nghe nói đến quả thiện nha,
tức là tám cái tâm quả thiện dục giới, tâm đại quả. Mà tám cái tâm đại quả này nó có thể là cho tác tái sanh ở các cái cõi dục giới vui, từ cõi người, tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức dạ ma, quá là thiên tha, quá tự tại. Và nếu mà thực hiện bằng tám tâm đại thiện đó thì cũng có thể là từ ở cái nhân mà mình tu tập thiền ở trong cũng vậy. Nhưng mà chưa đắc định được thì chưa có thể là có quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Cũng cái việc tu thiền đó. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái người tu tập đó, thì phải nói rằng là có những cái pháp mà nó làm chủ, nhưng mà có những cái pháp nó thuộc về phụ thuộc để hỗ trợ chứ. Nó đứng vai trò để hỗ trợ chứ. Nó hỗ trợ chứ. Để rồi chúng ta thể có được cái quả khác nhau. Nếu mà mình nói trên phương diện mà còn tái sanh ở trong cõi dục, hay hoặc là mình thực hiện những cái thiện nghiệp ở trong cái đời sống của mình, thì tùy vào mỗi thiện nghiệp mà nó có thể rằng chưa đắc định được thì chưa có hoàn toàn có được cái gọi là tâm giải thoát. Nhưng mà chúng ta cũng sanh về cảnh giới an vui. Chúng ta chưa có chứng đắc được đạo quả thì chưa có thể có cái gọi là tuệ giải thoát được. Chưa có tuệ giải thoát thì chúng ta có thể là còn luân hồi rất là nhiều, đạt được cái sự giải thoát đó. Do vậy đó thì chúng tôi nghĩ là cái thiện quả đó, thiện nghiệp mà mình làm đó, thì nó sẽ đưa ra các cái thiện quả, cái quả khác nhau, quả thiện khác nhau. Và do vậy đó thì tùy vào mỗi cái việc, có thể là việc này, việc thiện này nó là đóng vai trò chính, nhưng mà cái thiện nghiệp khác nó đóng vai trò hỗ trợ cho cái thiện quả đó. Như vậy thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Sa thú lần thai. Còn xin thành kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tân đã thảo luận dùng câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì con không biết sư phụ Tề Siêu còn ở trước máy hay không. Nếu sư phụ còn ở trước máy thì sa thú lần thai. Cũng liên quan đến cái bài học về tưởng tri của Thắng Tri thì con xin thỉnh sư phụ Quang Hỷ trả lời dùm một câu nữa. Có những người thì người ta nói là khi mà tu tập về thiền định để sanh về cái cõi mà sắc giới thì cần phải có cái tưởng tri nó mạnh, cái sanh nha nó mạnh thì mới tu tập được thiền định. Vậy thì ở đây con xin hỏi sư phụ Quang Hỷ giải thích dùm là có phải là mình tu thiền định đó thì mình phải có cái tưởng tri nó mạnh thì mới chứng đạt được thiền định hay không? Dạ, con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Trị Tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì chúng tôi chưa có nghe thấy ở cái chỗ nào đối đến cái vấn đề một vị mà tưởng tri mạnh thì sẽ dễ tu chứng thiền. Chưa thấy nói. Ngay cả trong thanh tịnh đạo cũng vậy. Và ở đây chứ, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là cái vấn đề mà tu thiền nó
không có cần phải tưởng tri hay là biến tri hay là liễu tri gì hết. Tu thiền chỉ cần có cái tác ý niệm, tác ý niệm mạnh thì nó phát sinh lên upacara samadhi là cận định, hay là đi đến chỗ apana samadhi an chỉ định thôi. Chứ còn cái việc mà tưởng tri, cái từ đó chúng ta xài ở đâu đó mà nói vậy, tức là nói rất là mơ hồ, không biết là Đức Pháp Tính dẫn chứng ở đâu, dẫn chứng ở đâu trong cái bộ kinh nào nói. Và như vậy đó thì mình cần phải có một cái bài kinh căn bản để chúng ta xem vào trong đó. Chứ tưởng tri nó cũng rất là nguy hiểm đó thưa quý vị. Tưởng tri nó nguy hiểm là như thế nào? Ở trong bài kinh Bù La Giác và Già Giác Sự Tát, bài kinh căn bản pháp môn, trong đó có nói rằng là kẻ vô phân phàm phu, không hiểu biết các bậc thánh, không tu tập các bậc thánh, không hiểu biết pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân, nó tưởng tri địa đại là tự ngã vân vân, thì cái này nó rất là nguy hiểm. Chứ cái chữ tưởng tri nó không phải là ok đâu, mà tưởng tri phải là ok. Bởi vì mình nhìn thấy cái đó mà mình không liễu tri cái đó, không thắng tri cái đó là vô thường khổ vô ngã, không thắng tri nó là vô ngã, mà mình tưởng tri thấy cái đó, mình tưởng tri nó là hữu ngã, hay mình thấy cái bất tịnh mà mình tưởng tri nó là tịnh, mình thấy cái vô thường pháp vi là vô thường mà mình tưởng tri nó là thường còn, thì cái này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên là cái chỗ nào vị thiền sư nào hay là ai đó họ nói, mình phải hỏi họ tưởng tri là như thế nào. Nếu vị đó giải thích thông đó thì mình mới nên thọ trì, và nếu mà vị ấp úng vị ấy nói thì nghe người xưa nói sao thì giờ nói vậy thôi, cái chuyện đó mình bỏ qua, đừng có tin. Bây giờ mình chỉ tin ở trong cái bài kinh trung bộ thôi, kinh trung bộ, cái bài kinh Bù La Bà Di Đà Giác Sự Tát, bài kinh căn bản pháp môn, thì ở trong đó Đức Phật này đã nói lên cái nhìn của một vị thánh đệ tử là tuệ tri, vị đó tuệ tri, tuệ tri địa đại là địa đại, thủy đại là thủy đại, cái đó gọi pachana tuệ tri, chớ không có giống như kẻ phàm phu mà hãy gặp cái thân sắc quẩn đất nước lửa gió, nó không còn biết gì hết mà chỉ là tưởng tri, tức là suy nghĩ nó tưởng tượng ra, tưởng ra rồi cái thấy một cách là tưởng tượng đó, thì trong trường hợp này nó nguy hiểm lắm. Một hành giả tu tập nhìn một cái nữ sắc, vị đó cần phải thắng tri hay là cần phải tuệ tri 32 thể trược, cái thân đó là 32 thể trược, như vậy thì nó ổn. Còn nếu như mà tưởng tri nhìn thấy mắt, thấy đẹp, hợp ý mình nói mắt bồ câu, hay là chân mày lá liễu, hoặc là sống mũi dục dừa, mình tưởng tri cái kiểu đó thì một hồi là mình cuốn gói đi theo luôn,
hành giả cũng có đi theo luôn. Cho nên ở đây cái vấn đề mà đạt được định đó, là do tác ý niệm, tác ý và niệm, niệm mạnh sati, niệm mạnh. Còn nếu mà nói theo trong ví dụ pháp, nói theo kinh tứ niệm xứ thì vị đó phải có cái sự quán tri nữa, niệm và có sự quán tri trong đó, vipassana, vipassati hay là anupassati, chứ không phải là tưởng tri. Tưởng tri mạnh cái trường hợp này nó rất là nguy hiểm. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đức Phật Tích là như vậy. Bây giờ thì Thánh này Đức Phật Tích lên có một vài lời đúc kết cho bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta đứng chung nghỉ gần 10 giờ. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, sa thú làm thay. Con kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Và bây giờ là có thượng tọa Tuệ Huyền vào, thành ra con cũng thỉnh thượng tọa Tuệ Huyền quan hỷ trả lời câu. Dạ, thượng tọa Tuệ Huyền có nghe được âm thanh con không? Con xin thỉnh thượng tọa cho con biết tín hiệu. Dạ, con không biết thượng tọa Tuệ Huyền có mặt ở trước máy có nghe được âm thanh con hay không. Rồi, dạ, xà thú lành thai, con thấy tín hiệu của thượng tọa Tuệ Huyền rồi. Con tưởng thượng tọa Tuệ Huyền nghe pháo lệnh của sư phụ đúc kết đặng đi nghỉ là không có sư phụ thượng tọa ở trong room rồi. Dạ. Bây giờ cái ngày hôm nay học về thắng tri, có nghĩa là biết rõ các cái hạnh nghiệp của chúng sanh ở trong sanh cõi này cõi kia vân vân. Vậy thì ở đây con thỉnh Tuệ Huyền quan hỷ trả lời một câu thôi, cũng ngắn thôi. Vậy